Chào mừng các bạn đến với linh kiện 7800V. Ngày hôm nay em test bao gồm 10 mạch kích cá điện tử 2 phép, và mã số em test sẽ bắt đầu từ B61 cho đến B70. Thì giá hiện tại bên em đang bán cho một mạch như này là 300.000 cho một mạch. Ok, thì phụ sản phẩm đi kèm đấy là một cái chiếc áp B500K này, thứ hai là một cái rắc 4 chân để kết nối làm cò bóp này, và hai cái cốt để chúng ta bóp kết nối vào đầu vào cho mạch. Ok, thì nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng xin hãy truy cập vào linh kiện 7800V hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại như trên tiêu đề video. Bây giờ sẽ test mạch đầu tiên, đây em đã kết nối rồi. Và mạch tối đa công suất được 200W. Đã bị đau. Ok, lại mạch đầu tiên rất tốt. Đây là ký hiệu trên mạch B61. Ok, mạch đã hoạt động tốt. Thank you.
Ok, và như vậy là ngày hôm nay em đã test bao gồm 10 mạch kích cá điện tử 2 phép và tất cả đã hoạt động rất tốt. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video test hàng tiếp. Chào tạm biệt.